Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gần đến ngày đền tội Nguyễn Thanh Long thoát đường nào. Đại dịch Covid-19 là cơn đại dịch kinh hoàng vào năm 2021, là năm mà 100 triệu người dân phải chịu rất nhiều sự mất mát, tổn thất cả về sinh mạng lẫn kinh tế. Việc bắt bớ người dân buộc họ phải xét nghiệm bộ kit test của công ty Việt Á là một hành động bất nhân, cần phải bị trừng trị thích đáng. Bị cách ly, không việc làm, tiền thì cạn và bệnh dịch thì bổ vây, nhưng liên minh giữa Việt Á và chính quyền vẫn không buông tha. Người dân bị cưỡng bức mua, cưỡng bức xét nghiệm và tất nhiên những đồng tiền ít ỏi trong túi người dân cũng bị liên minh này cưỡng chiếm để làm giàu. Tội này của Bộ Y tế mà không được xem xét xử thì người dân không còn biết tin tưởng vào ai nữa. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tại kỳ họp thứ 13 diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có kết luận ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều lãnh đạo khác đã có trách nhiệm liên quan trong việc sai phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là tội rất lớn chứ không phải là những sai sót nhỏ. Việc cấu kết này là có hệ thống, từ doanh nghiệp cho đến Bộ Y tế, rồi Bộ Khoa học và Công nghệ và cả quân đội nữa. Nhưng chế độ này, việc làm ăn cấu kết theo dạng lợi ích nhóm như thế đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, gây ra oan khiên cho người dân thường không biết bao nhiêu mà kể xiết. Chính Đảng Cộng sản cũng thừa nhận là lợi ích nhóm đang hoành hành ở đất nước này. Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Lợi ích nhóm trong ngành này cũng đáng ngại như rất nhiều ngành khác, chứ không hề trong sạch gì. Từ lợi ích nhóm tới sinh ra những sai phạm ở các cấp lãnh đạo khác nhau. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long chính là ông Vũ Đức Đam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đều là những nhân vật tai tiếng. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng, bà đã để xảy ra rất nhiều tiêu cực, trong đó phải kể đến là tiêu cực buôn tân dược giả của công ty Việt Nam Pharma, một vaccine trẻ em và có rất nhiều tiêu cực khác. Thời đó, thế lực bà Tiến rất mạnh. Ở đại hội lần thứ 12, bà Tiến đã rớt ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vẫn giữ chức bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cấp hàm bộ trưởng phải là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng bà Tiến lại ngoại lệ. Điều này cho thấy trong Bộ Y tế đã có bàn tay quyền lực ẩn sau nâng đỡ. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Kim Tiến cũng sai phạm rất lớn. Đến thời ông Nguyễn Thanh Long, dường như ông ta không có thiện chí làm tốt hơn người tiền nhiệm. Chỉ mới làm bộ trưởng chưa được một năm, ông lại liên kết với công ty Việt Á, với Bộ Khoa học Công nghệ và bên quân đội, đánh quả kiếm lời trên sự khốn cùng, túng quẫn của người dân cả nước. Họ đã trục lợi người dân trong lúc thiên tai là tội không thể dung thứ. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Thanh Long thì có bị trừng trị hay không thì còn phải chờ tiếp. Chờ hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ ra quyết định. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế bị quy kết là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo, bộ và đơn vị vi phạm nghiêm trọng và đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số ghi lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á. Câu hỏi đặt ra là bao giờ thì ông Nguyễn Thanh Long phải trả giá cho những gì ông đã gây ra? Nhiều người đang kỳ vọng vào hội nghị Trung ương 5 sắp tới sẽ diễn ra tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin cho biết thì tại hội nghị này, Trung ương Đảng có bàn về một số vị trí nhân sự cấp cao và bàn về mức kỷ luật dành cho những quan chức đã sai phạm được báo chí nêu tên trong những ngày gần đây. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 được chuẩn bị khá lâu, từ tháng 8 năm ngoái. Điều này đủ cho thấy tầm quan trọng của nó. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhân vật quan trọng nhất tại hội nghị vì đơn giản quyền lực của ông hiện nay mạnh nhất và ông đang theo đuổi việc đốt lò đến cùng. Nếu làm nửa vời thì tên tuổi của ông Trọng sẽ là nỗi thất vọng cho rất nhiều người dân. Và lại, ông Trọng đã quá già nên ông cũng không muốn cuốn theo những trò lấu đá giành quyền lợi kinh tế về phía mình. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 5 đang được chuẩn bị rất sớm. Nhiều người hy vọng là Cộng sản Việt Nam sẽ đại phẫu các vị trí đầy tai tiếng. Liên quan đến đại án nâng khống giá bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tại công ty Việt Á, khởi tố bắt giữ tới 25 người. Trong đó có 3 vụ trưởng,
và 6 giám đốc CDC các tỉnh với các tội danh như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, rồi để vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, nhận hối lộ, vân vân. Và đã là đại án mà không đưa ra nhân vật cao nhất để xử lý thích đáng thì đấy là thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và đây là cơ hội ông tạo thêm tiếng vang. Và nếu để Nguyễn Thanh Long thoát tội thì có lẽ người dân không còn tin tưởng vào ông nữa. Cũng vì vậy mà ông Trọng sẽ mạnh tay. Và vì thế số phận của ông Bộ trưởng Bộ Y tế không được sáng sủa cho lắm. Có nguy cơ là sau Hội nghị Trung ương lần thứ 5 thì ông sẽ bị phế truất. Và điều đó sẽ là một thảm họa cho một quan chức đang có vị trí béo bở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc nổi dậy giữa những người lính dù của Putin. Trong 46 ngày qua, nhà độc tài của Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, đã cố gắng chiếm Ukraine. Cho đến nay, điều đó vẫn trở nên vô ích với đem đến cái chết của hàng chục nghìn lính Nga. Các báo cáo về sự sa sút tinh thần trong quân đội của Putin đang ngày thêm chồng chất. Điều này cũng phù hợp với những gì mà tờ báo khu vực phê bình của chính phủ Crimea đưa tin trên trang Telegram rằng đã có một cuộc binh biến trong quân đội của Nga. Đây là hình ảnh bài báo được đăng trên báo của Đức với việc lính dù Nga đã chống lệnh và không muốn tới Ukraine chiến đấu vào một cuộc xâm lược. Và quân Nga được cho rằng đã từ chối mệnh lệnh chiến đấu được đưa ra từ các chỉ huy của mình. Đã có khoảng 60 lính dù của một đơn vị đóng quân ở vùng Preskol phía tây bắc nước Nga đã từ chối chiến đấu chống lại người Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tờ báo này cho biết trên kênh Telegram của họ như vậy. Và hậu quả đầu tiên cũng đã đến, những người chỉ huy này đã bị sa thải và chính quyền Nga đã buộc tội một số người trong số họ với tội đảo ngũ. Tuy nhiên, con số này ngày một lớn với việc các người lính của Nga phản kháng lại cuộc chiến xâm lược của nước này tại Ukraine. Lực lượng lính dù đã đóng quân tại Belarus ngay sau cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Ukraine. Và kế hoạch là sẽ nhanh chóng giành được lãnh thổ, sau đó nắm giữ bởi các đơn vị khác nhau. Nhưng ngay thời điểm quyết định đó thì họ đã nói không. Sau đó họ được lệnh quay trở lại căn cứ ban đầu ở Preskol, nơi họ trước đó đã rời ra. Một nhà hoạt động vì hòa bình ở địa phương sau đó đã chứng thực bài báo, chỉ trích và trích dẫn một tài xế đã lái các xe của đơn vị trở về căn cứ của họ, cung cấp nguồn tin này cho báo chí. Và cũng ngay lập tức Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí nước này cần thiết để chống lại quân Nga. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Zucker tuyên bố chuyển giao vũ khí Ukraine chống lại quân Nga xâm lược. Thời gian vừa qua, vũ khí của các nước NATO đã liên tục đưa vào Ukraine để sử dụng và chống và bắn cháy hàng nghìn chiếc xe, xe tăng và các loại xe khác của Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Zucker hôm Chủ nhật cũng cho biết Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí nước này cần để tự vệ trước Nga, trong bối cảnh Ukraine đang mưu tìm thêm hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây. Ông Sullivan cho biết chính quyền Biden sẽ gửi thêm vũ khí tới Ukraine để ngăn Nga chiếm thêm lãnh thổ và nhắm vào dân thường trong các cuộc tấn công Washington gọi là tội ác chiến tranh. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đó chính là ông Vladimir Putin. Người phát ngôn của Mỹ nói rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để đánh trả người Nga để ngăn họ không chiếm thêm các thành phố và thị trấn nơi họ gây ra những tội ác này. Ông đã nói như vậy trong chương trình Deep Witch của kênh truyền hình ABC News vừa được phát. Và Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và các phương Tây về việc gây ra tội ác chiến tranh. Trả lời sau đó trên truyền hình của kênh NBC News, ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ đang làm việc để liên tục để cung cấp vũ khí của chính chúng ta và tổ chức để điều phối việc vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia khác nhau. Và cứ như vậy, những loại vũ khí hiện đại nhất của các nước NATO lần lượt được đưa vào Ukraine và cuộc chiến tranh ngày càng trở nên thảm khốc đối với quân Nga với việc bị mất rất nhiều binh sĩ và phương tiện chiến tranh.
và các loại vũ khí đến hàng ngày, ông Sullivan đã nói, kể cả ngày hôm nay, Chủ nhật. Nhà Trắng cho biết Mỹ đã gửi 1,7 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 vào đất nước này. Nhà Trắng cho biết như vậy vào tuần trước, và con số này không dừng lại ở đây.